chế Nguyễn Quỳnh Châu từng chênh nghênh cho Thiên Ân 4 năm trước, còn dự đoán đàn em đạt hoa hậu. Tiết lộ của chế Nguyễn Quỳnh Châu khi nói về Thiên Ân khiến nhiều người khá bất ngờ. Tên tuổi Đoàn Thiên Ân trở thành tâm điểm truyền thông sau đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2022, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vào tối mùng 1 tháng 10. Vượt qua 49 thí sinh, cô gái đến từ Long An chinh phục vương miện đắt giá. Tân Hoa hậu có vài ngày chuẩn bị trước khi đến với đấu trường sắc đẹp Miss Grand International tại Indonesia. Chiến thắng của Thiên Ân tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam gây bất ngờ và tạo ra nhiều tranh cãi. Trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả cho rằng chế Nguyễn Quỳnh Châu là thí sinh xứng đáng cho vương miện Hoa hậu. So với Quỳnh Châu, Thiên Ân kém nổi bật trong các vòng thi phụ, là đối thủ của nhau tại đấu trường Miss Grand Việt Nam. Tuy nhiên mới đây, chế Nguyễn Quỳnh Châu bất ngờ tiết lộ cách đây 4 năm, cô là người đã chênh nghênh cho Thiên Ân trong một cuộc thi về hoa khôi. Tuy nhiên vì có quá nhiều thí sinh nên Quỳnh Châu cũng không nhớ rõ đã từng dạy cho Thiên Ân, mãi cho đến khi gặp nhau tại đấu trường Miss Grand và được Thiên Ân nhắc lại, cô nàng mới biết được mối duyên này. Thậm chí, Quỳnh Châu cũng từng đặt kỳ vọng Thiên Ân sẽ giành chiến thắng ở sân chơi nhan sắc cách đây 4 năm bởi cô gái này sở hữu vẻ ngoài rất xuất sắc. Chia sẻ của Quỳnh Châu khi nhắc đến Thiên Ân khiến nhiều người khá bất ngờ bởi đâu ai biết rằng 4 năm trước, cả hai đã từng quen biết nhau nhưng ở vai trò hoàn toàn khác. Hiện tại, Thiên Ân đang cật lực tham gia đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2022. Quỳnh Châu và đông đảo fan sắc đẹp đang đặt kỳ vọng cô nàng sẽ mang vinh quang cho Việt Nam thêm lần nữa.